Kính thưa quý vị, để tiếp nối chương trình trong buổi tối ngày hôm nay, Hoài Linh xin phép được giới thiệu đến tất cả quý vị sự góp mặt rất đặc biệt của một nghệ sĩ, cũng là một người con của đất Quảng Nam thân yêu. Khi anh đến đâu, luôn nhận được sự yêu mến của bà con tại nơi đó cũng như bà con trên khắp thế giới. Kính thưa quý vị, người con của xứ Quảng Nam, danh hài nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Xin chào tất cả quý vị đại biểu, quý vị quan khách, cũng như tất cả quý vị bà con của Phú Ninh à. Hồi chừng nghe Phú Ninh đi dộ qua thôi chứ chưa có ở ngay Phú Ninh. Bây giờ được ở ngay cái hồ Phú Ninh. Hồi chiều ra coi người ta câu cá đỏ gớm luôn. Mà ở đây còn có người câu cá siêu hơn mà thôi mình giáo luôn không nuốt. Để đến với bà con hôm nay, sự Linh rất là vui. Xin cảm ơn ban tổ chức rất là nhiều. Cảm ơn tất cả quý vị đã tổ chức để gặp gỡ, giao lưu với bà con cũng như tất cả nghệ sĩ từ trong thành phố Hồ Chí Minh ra đây. Bây giờ đến phần của Linh. Linh sẽ hát một chút xíu rồi xong rồi Linh sẽ diễn sau ạ. Và bây giờ xin mời quý vị thưởng thức một bài hát rất quen thuộc của cô nhạc sĩ Hoài Linh. Bài hát được mang tên Về Đâu Mái Tóc Người Thương. Không phải là người chuyên về giọng cổ, nhưng mà tại anh hai thích cái bài đó phải không? Bây giờ hát mà lỡ có cái chi là quý vị bỏ qua. Tại vì mình không chuyên nghiệp hát giọng cổ, nhưng ức lắm. Ức lắm, muốn đi hạt luôn á. Mà trừ dò rồi 50 mấy rồi hạt tới chừng môn nữa mới đi hót được. Thôi cũng quơ thí. Vâng, và sau đây xin mời quý vị thưởng thức một bài giọng cổ của nhạc sĩ, nghệ sĩ Chí Tâm. Bài hát được mang tên Tiếng Hát Đầu Nôi. Xin kính mời quý vị thưởng thức ạ. Nước không ai còn nhớ thuở nằm nỗi ngủ dòng, giấc trưa nồng hay giấc lạnh tàn đông, bầu sữa thơm mềm mỏng ưng môi hồng, hơi ấm mẹ đông đưa chiều gió lòng, những sự đói no chỉ là nhu cầu cho thể xác, còn tiếng mẹ ầu ơ ấm nồng từng giai điệu ngọt liếm lời ru là nhu liệu của tinh thần. Không sắc không hương thơm ngọt trắng ngần, trên thế gian phân biệt nhiều ngôn ngữ nhưng đều bắt nguồn từ tiếng mẹ thân quen. Làn điệu nào mà ta gọi dân ca sao lại giống như những lời ru của mẹ, điệu lý câu hò khơi đồng tình quê, làm sao xuyến đê mê là bài ca giọng cổ. Tôi chợt bùi mùi khi nghe người mình nói, vì sợ quê mùa nên không thích nghe giọng cổ, chỉ thích nhạc Mỹ nhạc Tây để nâng cao giai cấp, khen nhạc của người ta mà chê nhạc của nước mình, đổi họ thay tên chứ đâu có đổi được dáng hình, thân xác con người bị đẩy đưa theo hoàn cảnh, nhưng đừng để tâm hồn bị hoàn cảnh đẩy đưa. giọng cổ là hướng giọng về xa, nơi xưa cũ của quê hương kỷ niệm. Xin chớ cười che người quê mùa chất phát, lại buông tiếng vô tình mà khinh miệt cải lương. Dạ còn nửa nửa hát luôn không ạ? Dạ chơi luôn, chờ em chút. Cải lương là một bộ môn nghệ thuật để diễn bài những tuồng tích cổ kim, để dựng xây cho xã hội nhân quần, để cải tiến con người trở về đường lương nẻo thiêng. Ai cũng chọn cho mình một hướng tương lai, một ngành nghề trong xã hội. Cảm ơn con. Bác sĩ, kỹ sư, kinh doanh, chính trị, khoa học tối tân tiến tâm lừng lẫy, là chỉ mong sao làm rạng rỡ tông môn, làm đẹp và đấng sanh thành. Xin đừng nghĩ xương ca là vô loại vô ngành, tôi hát cải lương ngợi ca tình đất nước mộc mạc đơn thuần, nào có tội tình chi. Nhạc nước mình hát để mình nghe bằng tiếng mẹ theo ngũ cung trầm bồng, mượn ca dao kết thành dây thân ai, tiếng hát đầu nôi là tiếng mẹ vẫn ru hoài. Giọng cổ được kết hợp ngũ cung theo ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, một là hò, hai sử ba sang, bốn là xê bậc tư, năm là công. Năm cung bám đất làm gốc rễ, bình bán xuân tình nhánh trổ bông. Quả lá xanh tươi nhờ nam xuân lưu thủy, nghe trong nhớ chồng là giả cố hoài lang, bởi nặng tình thương lý giao duyên son sắc, dù đục dù trong ta tắm nước ao nhà, mặc cho đời ai trọng ai khinh, tiếng hát đầu nôi làm sao mà quên được. Ở nơi đâu còn cải lương dòng cổ, là nơi đó còn dân tộc Việt Nam. Trời ơi, em hát bài mình tháo mồ hôi hột luôn. Cảm ơn anh hai. Dạ thưa quý vị, đây là ông Ngô Mỹ, giám đốc trung của An Thanh Trầm Hương, người mà khởi xướng ra cái chương trình về đây. Và ở đây thì có Thuận là công ty Á Châu, là người con của Phú Ninh. Và cảm ơn tất cả các ban lãnh đạo của Phú Ninh, và hy vọng là có dịp sẽ trở về đây để phục vụ bà con một lần nữa. Và một chút xíu nữa thì Linh sẽ trở lại với quý vị phần 2 của chương trình ạ. Linh sẽ diễn cho quý vị xem ạ. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều ạ. Cảm ơn bà con. Dạ. Hát còn miếng xỉu luôn. Dạ vâng, xin cảm ơn phần cấp mặt của danh hài nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Bài 3 để tiếp nối chương trình. Kính thưa quý vị, phụ nữ, khi nhắc đến phụ nữ thì chúng ta thường nghĩ đến sự dịu dàng, họ như những đóa hoa cần được nâng niu và bảo vệ. Ấy thế, vào thời phong kiến, những người phụ nữ không sanh được con lại nhận được sự ruồng rẫy của gia đình chồng. Và số phận cũng như hạnh phúc của những người phụ nữ không sanh được con vào thời phong kiến sẽ đi về đâu? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đến với trích đoạn kinh điển của sân khấu cải lương, trích đoạn Duyên Kiếp, sáng tác Hoàng Song Việt, qua phần thể hiện của diễn viên Võ Ngọc Tân, diễn viên Gia Linh và sự góp mặt đặc biệt của nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc và sự trở lại của nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ và danh hài nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh. Vợ ơi, bà con bác thấy vợ tôi đau không vậy? Vợ tôi đẹp lắm, thấy nó đau không? À, vợ ơi, mẹ mà. Cậu, cậu làm gì cậu la sầm hoài vậy? Vợ tao đâu rồi? Vợ cậu ngủ với chồng rồi, ra đi kiếm. Mày khùng quá đi, sao cậu đánh con? Vợ nào ngủ chồng? Thì con thấy mợ ngủ với chồng mà. Trời ơi, đừng có la lớn. Con vợ đó là con vợ chàng của cậu. Còn tao tìm là tìm vợ nhỏ nhắn xinh xắn, vợ mà có con ve chó đeo ngay cái càm nè. Cậu đừng có nói mợ là vợ chàng mà nghe mợ buồn đó. Ý cậu nói người có con ve chó ở đây là cô Huệ phải không? Thì đó, Huệ là vợ ta đó. Trời ơi, Huệ là người ăn kẻ ở trong nhà này chứ phải vợ. Người ăn kẻ ở. Vợ. Sao cậu cãi con hoài vậy? Mày cứ cãi tao á, chưa nữa. Tao nói mày nghe nè. Cái người mà má tao kêu tao ngủ hàng ngày, cái người mỗi lần tao ngủ cái khều làm tao nhột nhột nhột, không phải vợ là cái gì. Đúng không? Vợ phải không bà con? Trời ơi, vậy tính ra con cũng vợ cậu rồi. Ôi, mày làm tao sợ đó. Chứ lâu lâu cậu cũng hay qua cậu ngủ chung con, cái cậu làm con nhột nhột hoài à. Cái đó là tao xỉn, tao với mày ngủ ở chuồng heo. Bây giờ mày tìm vợ cho tao không? Thôi không có tìm được đâu. Chứ vợ tao đi đâu rồi? Cậu quên rồi hả? Hồi sớm mơ á cậu kêu hả cô Huệ là về bển đi, rồi xong bà cho rồi ngoại bệnh. Ờ ha. Nhưng mà không được. Bây giờ mày tìm gấp cho tao liền. Đi tìm Huệ về cho tao. Không có Huệ là tao chết liền. Cậu ơi, cậu đừng có khóc. Giờ này bà đã ngủ sai đó. Mỡ thì vừa mới tiêu thiêu, cậu mà nhảy nảy chết còn bây giờ. Tao nhảy đẩy là nghe mày ca đó. Tại cậu ca con mới ca. Nói chứ bây giờ mà kêu cô Huệ về một cái là hả? Là bà nè rồi. Thôi tao biết rồi, thôi mày khỏi nói nữa đi. Không biết dạo này sao tao hay quên nè. Từ khi mà tao bị bệnh cái trận dịch gì đó, cái tao quên quá trời luôn. Đâu phải ai một mình cậu, ai cũng quên chứ. Cô mợ cũng quên nè, con cũng quên nè. Nhưng mà có một người không quên nha. Ai vậy? Là có bà đó, bà chưa bị. Má tao hay lắm, đóng cửa tụng kinh không sao bị lây được. Nhưng mà cậu đi đâu vậy? Đi tìm Huệ cho tao nè. Mình đừng có lo. Hồi chiều này á, thấy má ngủ má ngái dữ lắm rồi. nên tôi mới đi á. Còn con vợ chàng á thì nó ngồi trên hình kìa. Dạ thưa mợ, trước khi đi em có dằn mùng trải chiếu, sao giờ này mợ chưa vào ngủ à? Trong mùng có muội, tôi ngủ không được. Ê chết, em sơ suất quá. Vậy để em vô trong, em đuổi muỗi rồi mời cậu mợ vào ngủ. Quậy tôi đi, quậy quậy. Mình hả? Mình đi đâu chị? Vô bắt muỗi phụ quệ. Không, em muốn hỏi là từ chiều tới giờ mình đi đâu kìa. Hỏi hoài à, phải trả lời lần này nữa thôi nghe. Nói là ông ngoại vợ của tôi, ông bệnh liên miên, có mình chị Lan á chăm sóc đêm ngày. Hồi sớm này á là tôi có xin với má cho Huệ về săn sóc một tay. Giờ giờ đỏ đèn á, tôi cộng Huệ về đây được không? Em thấy lúc này mình bên chồng bên kinh, lúc nào mình cũng quệ quệ chứ đâu ngó ngàng gì tới em. Thì người ta đang gặp phải chuyện buồn, còn mình sừng sững vậy à, có bệnh hoạn gì mà lo. Nhưng mà em muốn nói tới cái chuyện khác. Chuyện gì? Mình em muốn mình ở nhà với em nha. Mình đừng có bỏ em mình đi thâu đêm suốt sáng nữa. Nhột. Không có mình ở nhà ngủ với em ngủ không có được đâu mình ơi. Nhột, 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 đừng vuốt, nhột. Em thương mình lắm, mình đừng bỏ em mình đi nữa mà. Thì tôi cũng thương mình lắm chứ bộ. Nhưng mà tại má nói á. Má nói sao? Má nói 3 năm nay từ ngày lấy mình về mình không có đẻ đá gì cho tôi hết trơn. Em sẽ đẻ cho mình. Nhưng mà mình đừng có bỏ em mình đi nữa. Mình ở nhà mình ngủ với em nha. Mình biết không? Mình đi hoài như vậy em thao thức, em nhớ mình, em ngủ không được. Em muốn mình đừng có bỏ em. Mình thương em nha mình ơi. Em thương mình lắm, em yêu mình lắm mình ơi. Tôi cũng thương mình lắm chứ bộ. Em không thấy cái con muỗi nào. Dạ em đuổi muỗi hết rồi. Em mời cậu mợ vào ngủ. À đuổi muỗi rồi vô ngủ đi. Còn mình tôi qua ngủ phòng Huệ. Cái gì? Trời ơi thấy chưa, dữ chưa, mọi người nhìn thấy dữ chưa? Con mắt kìa, con mắt nhìn trừng trừng tôi kìa. Thôi tôi không qua phòng Huệ ngủ luôn, không qua phòng mấy người luôn. Tôi qua phòng má. Mà má ngại lắm. Được ơi, được. Tối nay tao ngủ với mày. Cậu nữa hả? Đi đi. Ôi mợ, này cậu ép con chứ con muốn. Lẹ lên với chuồng heo ngủ, lẹ lên. Cậu ơi, cậu hai à. Dạ thưa mợ. Mợ ơi, mợ đừng có giận, mợ đừng có buồn nha mợ. Để thủng thẳng, em đi khuyên cậu, rồi thế nào cậu cũng về phòng với mợ mà. Thôi được rồi. Cứ để cho anh ấy ở bên đó đi. Tôi muốn nói chuyện với em một lát. Dạ mợ ơi, em... Ngồi xuống đó đi. Dạ em không có dám. Ngồi đi. Em không có dám thì ngồi đi mà. Dạ em ngồi. Mợ ơi, thật ra cái chuyện này em không có biết gì hết. Cái này là do cậu. Tôi biết. Trong chuyện này chúng ta không có lỗi. Cả em, cả chị, mỗi một người đều mang một nỗi niềm riêng. Số phận đã đặt để rồi, biết làm gì hơn được. Không ai giành giật của ai, mà cả hai đành phải mất. Em đánh mất một tình yêu biển hẹn non thề. Cất bước sang ngang với tâm sự đau. Còn chị thì cũng mất những tháng năm dài gối chăn nồng măng. vì sự có mặt của em mà chị trở thành một kẻ bị bỏ rơi. Huệ ơi, có vui sướng gì đâu, cạnh chồng một vợ hai, sẽ ai chia kẻ cười người khóc. Sao mình không tự tìm ra lối thoát, em về với người yêu, còn chị khỏi chịu kiếp ba chung chồng. Mợ, em biết là mợ thương em, mợ hiểu cho em, như vậy là em an ủi lắm rồi. Nhưng mà số phận của em nó đã trói buộc như vậy, em biết phải làm sao đây hả Huệ à? Hoàn cảnh trói buộc, nếu như em một mình sức yếu, nhưng bây giờ em đã có chị rồi. Chị hứa chị sẽ lo lắng cho em bằng tất cả tấm lòng thành thật của chị mà Huệ. Mợ ơi, mợ hai ơi, cuộc đời của em đã chịu quá nhiều lần đần, nên em đâu dám ước cao hay một lần chọn lựa. Nếu ngoài kia là mình mờ tâm tôi, đường trong gai giản ly phong ba, thì xin cho em được ở lại đây sống cho trọn kiếp đọa đài. Huệ ơi, mình là con người với nhau mà em, thì không ai có quyền đặt để chúng ta vào hoàn cảnh gai ngang đau khổ, mà chỉ quyết tâm tháo vùi số lòng, chỉ giữ lấy chồng còn em tìm lại một tình yêu. Mợ ơi, mợ nói như vậy có nghĩa là mợ có cách giúp em hả mợ? Vậy chị đã có cách. Em cảm ơn mợ. Mợ, bây giờ mình làm cách nào hả mợ? Huệ, dạ, em hãy bỏ trốn đi. Trốn? Mợ ơi. Phải, em bỏ trốn đi. Em phải đi tìm anh thân mà nói lại tình đầu. Chị sẽ cho em thật là nhiều tiền để em và anh thân có thể tạo dựng một mái gia đình hạnh phúc. Mợ ơi, nhưng mà em còn ông ngoại của em phải không? Em đừng có lo, chị sẽ chăm sóc cho ông ngoại của em, từng miếng ăn giấc ngủ, từng thang thuốc cho ông ngoại của em mà. Dạ, miễn sao em ra đi giùm chị đi Huệ. Mợ ơi, nhưng mà em còn mồ mả ông bà. Em không có gì em phải bận tâm hết. Nghe chị nói nè, mồ mả của gia đình em, chị sẽ cho người cải tán về ở trong đất của ba má chị. Ở trong đó rồi, bà lớn không có làm cái gì được em đâu. Miễn sao em ra đi giùm chị đi. Em đi khỏi cái nhà này giùm chị đi Huệ. Chị van xin em, chị sẽ cho em thật là nhiều tiền. Em biết là mợ thương em đó, nhưng mà bây giờ nếu như không có em thì bà lớn cũng vẫn sẽ... Không sao, miễn em đi thôi. Nếu bà lớn có đem người khác về, chuyện tới đâu chị tính tới đó. Bây giờ em làm ơn em đi giùm chị đi. Chị lại em nói chị hứa chị cho em thật nhiều tiền. Chị sẽ cho em nhiều vàng. Em có thai rồi mợ. Gì? Dạ. Cô nói gì? Dạ, em có thai 3 tháng rồi mợ. Hồi sớm lúc mợ đi vắng, bà lớn cứ kêu bà mụ về khám cho em. Bà mụ nói em có thai 3 tháng, em sanh con trai, nên bà lớn rất là mừng. Thai 3 tháng sanh con trai. Ông trời ơi, ông đâu có thể nào ông đối xử với tôi như vậy được chứ. Mợ ơi, không, cô nói láo. Mợ ơi, cho miệng lại. Cô nói láo phải không? Em nói thiệt mà mợ. Cô nói láo. Không, em nói láo. Mợ, cầm lại. Tại sao vậy? Tại sao cô lại có thai? miệng lại. Trong khi tôi hết sức là thương cô, tôi dẹp bỏ hết tất cả hờn ghen để mà tôi không hành hạ cô. Tôi còn tính là cho cô thật là nhiều tiền và vàng để cô đi tìm tình nhân của cô mà tạo dựng gia đình hạnh phúc. Sao bây giờ cô nói lớn với tôi là cô có thai? Tại sao vậy? Tại sao cô lại có thai vậy Huệ? Tại sao? Tại sao cô có thai? Dạ? Tại sao? Cầm miệng lại. Cô muốn ở lại đây, cô giành giật của tôi, cô giành giật hạnh phúc của tôi. Em không có màu chiếm đoạt hạnh phúc của tôi, cô chiếm đoạt địa vị của tôi, có phải không? Tại sao vậy? Huệ ơi, tại sao? Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy ông Huệ? Tại sao? Mà đâu sầm trời đất vậy? Huệ luôn rồi. Sao đậm như vậy vậy? Huệ ơi, Huệ, trời ơi, máu chảy rồi nè, Đực ơi, kêu má tao Đực ơi. Bà ơi, cậu sao? Bà kêu má ơi. Má ơi, chảy máu rồi nè. Bà. Cái gì vậy bay? Trời ơi, lẹ mới tụng kinh xong mới vừa ngủ chút xíu. Mô Phật à. Mới tụng kinh xong mới vừa ngủ. Làm gì lăn lóc đây? Bị đổ máu rồi kìa. Đi. Trời ơi, sao máu không vậy? Ai biết. Đưa nó đi thầy đi. Đi. Ẩm nó đi thầy đi. Trời ơi, nhanh đi. Chết cháu nội tôi rồi trời ơi. Sao mày chửi tao? Nó mãi xử con quỷ kia kìa, nó xô đó. Mày đi nhanh đi, đi theo nó đi. Trời ơi, cháu nội của tao. Kêu cái xe bò đi cho nhanh. Trời ơi là cháu nội của tôi trời. Tại sao mợ lại ác độc với gia đình tôi như vậy hả mợ hai? Gia đình tôi có lỗi gì với dòng họ mợ hả mợ hai? Đứng lên! Đứng lên! Tại sao mợ lại nỡ giết mụ nợ giết cháu nội của tôi vậy hả mợ hai? Đây. Mày. Tại sao tao nuôi con gà nó đẻ, tao nuôi con chó nó đẻ, tao nuôi con bò nó đẻ, mà tại sao tao nuôi con dâu nó không đẻ? Mày là con giết người, mày là con ác phụ. Đi. Tao sẽ cho bà con ở đây biết, mày là con giết người, nó là con giết người, nó là con ác phụ, nó là con giết người, nó là con ác phụ đó, ác phụ, giết người. Mày đâu có dễ chết như vậy được. Mày phải đền cho tao đứa cháu nội. Đứng lại. Đây. Tại sao mày nhẫn tâm như vậy? Hả? Bàn thờ này mày đã từng lại rồi. Mày đã từng lại khi mày về mày làm dâu nhà này. Tại sao bây giờ nhà này có một đứa cháu mà mày cũng giết nó? Hả? Hả? Đi. Cháu nội của tôi trời ơi, là cháu nội tôi trời ơi. là một kẻ vô lương tâm. Tôi là một con phụ và bàn tay tôi vừa mới giết một bào thai đang tượng hình trong bụng mẹ sao? Không, không phải tôi, không phải tôi, không phải, không phải tôi, không phải. Mà chính các người đã nhân danh cái lời cõi giam phong khắc nghiệt. Các người đã xô đẩy tôi, đã biến cuộc sống của tôi thành địa ngục, khổ đau, hờn ghen, giằng xe. Tôi cảm nhận các người. Chết rồi, chết nhà bà ơi, chết nhà bà ơi, nhà rồi, chạy đi bà ơi, chạy nhà, chạy, đó, đó, bọc cao lên đi, chạy hết đi, chạy cho tiêu đuổi đi, chạy hết đi, chạy cao lên, chạy hết đi, chạy cho tiêu đuổi, cho tàn hết đi, cho tiêu đuổi, tiêu đuổi, tiêu đuổi, hết đi. Cảm ơn một tràng pháo tay thật lớn cho diễn viên Võ Ngọc Tân, diễn viên Gia Linh, nghệ sĩ ưu tú Hữu Quốc, nghệ sĩ ưu tú Thoại Mỹ và nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh vừa góp mặt trong trích đoạn Duyên Kiếp. Một tràng pháo tay thật lớn được kính thưa quý vị. Chào đây vô luôn. Dạ xin cảm ơn các nghệ sĩ rất là nhiều. Thưa quý vị, thật sự là mỗi lần mà lên diễn với Mỹ, thấy Mỹ cũng vậy á, đau lắm. Nhưng mà cô này cổ có một cái là khi cô lên sân khấu là cô cháy hết mình. Hồi nãy cô còn dặn là khi anh hất em xuống xong anh phải đạp em một cái nữa mới được. Đó, cái đó là yêu cầu chứ không phải em ót nha. Và kính thưa quý vị, đây để cho chúng ta thấy rằng trước đây cái thời phong kiến, người phụ nữ luôn bị sự chèn ép và sống theo cái lề lối phong kiến, lễ giáo gia phong. Thì khi cô này không có con thì bị gia đình bên chồng hành hạ như thế. Nhưng mà bây giờ phụ nữ được pháp luật bảo trợ, bảo hộ, cho nên là cái vấn đề bạo lực trong gia đình nó không còn như xưa nữa. Và hy vọng rằng qua cái vở này, những bà mẹ, mẹ chồng phải thương con dâu mình nhiều hơn và yêu thương người phụ nữ nhiều hơn ạ. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã xem cái tuần này ạ. Xin cảm ơn tất cả mọi người ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn các nghệ sĩ đã góp mặt trong trích đoạn Duyên Kiếp vừa rồi. Xin một lần nữa xin cảm ơn